hãy xem video này nếu hôm nay không phải là ngày sinh nhật của bạn. Vâng, và vì bạn đang ở đây và đang xem video này, có nghĩa là bây giờ không phải là sinh nhật của bạn, có đúng vậy không? Trong video này, tôi có vài thử thách điều điên rồ dành cho bạn đây, bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy tìm biểu tượng cảm xúc khác thường trong hình ảnh này chỉ trong 6 giây. Hãy thích video nếu bạn tìm thấy nó. Tiếp theo cấp độ 2, đoán từ từ những biểu tượng cảm xúc này và chỉ trong 6 giây. Hãy đăng ký kênh nếu bạn yêu thích video của tôi. Tiếp theo, cấp độ hơi khó, Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành phố? Trong 6 giây thôi. Video bây giờ là cấp độ khó nhất, cấp độ 3, tôi có 3 con thỏ và tôi đã đánh mất chúng. Trong video này, chúng có thể đang ẩn náu ở bất cứ đâu. Bạn có thể tìm thấy chúng, những con thỏ của tôi ở đâu, nó ở trong video này, cho tôi biết nó ở đâu trong bình luận. Nếu bạn có thể tìm thấy chúng, chúc may mắn.